Mình cầm một miếng giấy bìa và sau đó là mình sẽ bọc một lớp nghệ và một lớp vải bố như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái tên để mình dán vào đây. Con cái thì luôn là tài sản quý nhất của cha mẹ. Thế nên là khi đặt tên cho con thì chắc chắn nó sẽ mang ý nghĩa và là những cái ước vọng của mình với con trong tương lai. Ở đây thì khách của mình có hai đứa con trai sinh đôi. Một đứa đặt tên là Apple, một đứa là Pillow, là viết tắt của Airport và Pilot. Tên bình thường của bé là Phi Công và Phi Trường. Bởi vậy nên là mình sẽ thiết kế hai cái đồ treo nôi theo ý nghĩa tên của hai bé. Mình sẽ cắt nỉ hình đám mây nè, hình máy bay nè. Cái này mình đang khâu là hình máy bay nè. Rồi hình mặt trời. Và sau đó mình sẽ khâu lại mà mình nhồi bông lại nó xem cho nó phồng lên này, nhìn nó dễ thương. Và mình thấy làm cái kiểu đồ treo nôi theo tên này cũng dễ thương và cũng thật là ý nghĩa. Thì chia sẻ lên đây thì mong là các bạn cũng sẽ làm được đồ treo nôi cho con mình.